mái ấm gia đình. Đau lòng người vô hình. Nếu cô thì cẩn thận á, đã không xảy ra chuyện rồi. Bây giờ có trở ngại, không thấy người đâu hết á. Anh không hiểu thì đừng có nói bừa. Cả nhà chúng ta đã tìm cả buổi tối còn chưa được nghỉ ngơi. Bọn họ vẫn còn đang tìm ở Hạ Du kìa. Cô không sao chứ Tư Tư? Không phải cô nên ở trong phòng cố gắng viết tiếp phần kết của chuyện tình anh mũi dài sao? Tại sao cô lại biết? Mấy người bạn ở trên mạng, ở diễn đàn Tư đã sắp phát lệnh truy nã để truy nã cô. Nói là đã mấy tuần không thấy cập nhật mới, còn hỏi là liệu có phải muốn quay thành phim nên cố tình úp mở hay không. Tôi cũng hy vọng là có chuyện để úp mở. Sao vậy? Tắc nghẽn mạch suy nghĩ hả? Thật ra bên biên kịch của đạo diễn Dương cũng đang đòi tôi phần kết, nhưng mà lúc nãy tôi thì không nghĩ ra chữ nào. Nếu không có linh cảm thì ra ngoài đi dạo một chút. Ra ngoài cũng vô dụng. Không nghe thấy anh người gỗ hát nên tôi thất vọng và buồn lắm. Anh người gỗ là người mang mặt nạ tới hát ở Dựng Giác đó hả? Ừ. Anh người gỗ, chuyện tình anh mũi dài. Anh người gỗ là nam nhân vật chính trong câu chuyện của cô hả? Là chàng ca sĩ tự sáng tác nhạc mà cô thường nghe. Nhưng mà đã lâu rồi tôi không nghe anh hát nữa. Đã 3 tháng rồi, anh không có đăng tải nhạc rồi nè. Trước kia anh xuất hiện rất cố định, mỗi thứ 7 hàng tuần sẽ tới để hát. Liệu có thể là ảnh bận không có thời gian tới hát hay không? Thật ra tôi cũng không để ý tới blog của ảnh, nhưng dạo này hầu như không thấy cập nhật mới. Không biết có phải bận lắm không? Có thể là bận rộn vì bộ phim đó. Bộ phim? Ảnh phối nhạc cho phim à? Thật ra tôi cũng chỉ đoán mò thôi. Chuyện gì? Ảnh có bấm lỗ tai hả? Ý, cái đầm của cô này, màu đẹp quá. Này, trai tự miếng đi. Hợp với áo của cô đó. Ủa, tôi đâu có gọi mocha. Tôi mời cô uống. Điểm Từ Từ. Sao cô lại biết? À, không phải anh cố tình nói ra đâu. Hôm đó lúc Tiểu Dân giải lao á, anh nhìn thấy cổ đang xem chuyện tình anh mũi dài, cho nên anh mới... Phải đó, tôi muốn hỏi là lúc nào cô sẽ ra hồi 13 vậy? Tôi chờ mỏi mắt luôn rồi nè. À, Tiểu Dân, cô xấu thiệt nghe, đưa cà phê tới là có mục đích ha. Tôi còn đang viết. Làm ơn, tôi đi làm việc trước, nói chuyện sau. Tiểu Dân chỉ là người bưng cà phê. Nếu giám đốc ôm là fan của cổ, ít nhất cô sẽ có một tấm thẻ VIP của Thụy Gia. Vì lịch của quần chúng, cô phải ráng lên. Phải, tôi cũng đợi lâu lắm rồi, khi nào cô mới cập nhật. Cô nói điềm điềm với một đoạn ca từ cho người mà cổ yêu, vậy anh có nhận được không? Mấy người đừng có hối cổ. Xin chào. Chào anh Cường. Chào anh Cường. Chào anh Cường. Tư Tư. Chào anh Cường. Không cần đâu, anh ngồi bên kia. Con quen với đồng nghiệp của chú Tráng hả? Con với Tư Tư quen nhau khi cùng làm việc. Con và cổ cùng làm trong một bộ phim ngắn. Ba nhớ là cổ có một chứng bệnh mau quên mặt mà không phải sao? Không quen thì gặp nhiều cũng sẽ quen mà bà. Phải rồi, cậu Phi không tới ăn cơm hả? Ảnh nói anh có việc cần phải làm, nó có mua hộp cơm dùng cho ảnh. Sao vậy? Cảm thấy tai khó chịu lắm hả? Con cứ nghĩ bông tai rất tiện lợi, không ngờ bị nó kẹp đau quá trời quá đất à. Nếu biết vậy sao còn mua nữa? Dạ không phải, con từng thiết kế hình tượng quảng cáo cho một cửa hàng trang sức nam. Ông chủ nhất quyết tặng cho con, cho nên con phải đeo thử xem sao. Nhìn cũng đẹp lắm mà. Cũng ok. Phê, hôm nay thứ bảy mà, sao không đi đâu chơi đi hả? Phải rồi, nè, có thất tình á, cũng đừng có tự làm khổ bản thân mình. Tôi không có thất tình, ok. Ơi, này, thái độ của cậu sao kỳ cục quá vậy? Đâu có ai làm ít lòng cậu đâu. Phải rồi, gần đây cậu ít tới Dựng Giác để hát quá vậy. Tôi nhớ là cậu kiên trì theo đuổi việc này lắm mà. Tôi không có bỏ hát, chỉ cảm thấy lần nào cũng phải lấy thân phận của anh người gỗ đi hát như vậy. Tôi cũng không biết tại sao dạo này tôi không muốn gặp người khác. Nè, cậu đeo mặt nạ rồi mà còn sợ gặp người ta nữa sao? Nè, không lẽ thân phận người gỗ đã bị lộ tẩy rồi? Tôi ra ngoài đi. Không lấy guitar theo hả? Tôi muốn đến một nơi không có thính giả, không cần thiết phải ngụy trang. Tôi muốn trở lại làm chính mình. Sắp ăn được rồi. Dạ.
chỗ này đẹp quá à. Là chỗ nào vậy ba? Ba nghĩ chỗ này chắc là Hạ Bạch Ni ở tại Nguyên Lãng đó. Hồng Kông cũng có chỗ đẹp như vậy hả? Phải, ở chỗ đó có rừng đước nè, có thể ngắm chim và ngắm mặt trời lặn nữa đó. Con cũng muốn cùng với mấy người bạn của con đạp xe đạp và ngắm mặt trời lặn. Nhưng mà con gái thì không nên về trễ quá, con nhớ cẩn thận đó. Con tính là sẽ đi ban ngày, xem mặt trời lặn xong là sẽ đi ăn một bữa hải sản. Có thể cho con mượn mấy chụp hình lớn không? Con biết sử dụng ha. Ba coi, anh Phi còn có thể chụp đẹp như vậy, con nghiên cứu một chút chắc là ok. Cậu Phi? Ừ. Hoàng hôn đẹp mê hồn, đúng là rất đẹp. Hèn gì người ta nói thông qua ống kính máy ảnh có thể phản ánh được tâm hồn của người đang chụp ảnh đó. Quyền bí quá, nghĩa là sao? Nghĩa là nếu trái tim của người nào đó tràn đầy tâm trạng buồn bã thì tấm hình người đó chụp cũng có màu sắc rất u ám. Bộ rất u ám sao? Rất đẹp mà. Nè, ba gọi điện thoại về nói là đang kẹt xe, sẽ về trễ một chút, chúng ta ăn canh trước. Dạ được. Nè, anh của con đâu? Ở trong phòng. Con đi kêu đi. Mà Tuy Nhân ra ăn canh. Hôm nay họ nói sẽ thử tạo hình, tôi chụp lại tạo hình của Điềm Điềm cho cô xem. Rất giống với hình tượng Điềm Điềm mà tôi nghĩ. Cảm ơn anh. Là lời văn của cô có sức truyền cảm, cho nên tôi mới nghĩ ra được thiết kế này. Nói cho cùng đều là công lao của cô hết. Thì ra cảm giác biến lời văn thành hình ảnh thật là đặc biệt. Không biết nam nhân vật chính sẽ như thế nào. Dạo này tôi cũng đang suy nghĩ, cô thấy ảnh có đi một chiếc xe đạp màu trắng có được hay không? Phải có một cái yên màu kaki mới được. Phía trước xe còn phải có một giỏ hoa quải hương nữa. Bạn của tôi có mở đại lý xe đạp Nhật, cô có hứng thú đi chọn xe với tôi hay không? Được đó, cũng lâu rồi tôi không có đạp xe đạp. Vậy tôi hẹn cô chủ nhật ra ngoài ngoại ô đi đạp xe, được không? À, Mã Tử Ni à, coi bộ truyền âm ngàn dặm của con không có hiệu quả, bây giờ mới mời được nó ra. Hey. Tử Nhân à, uống canh đi con. Dạ. Anh hẹn bạn đi đạp xe mà chưa biết đi đâu, sao hả? Hạ Bạch Ni, phong cảnh ở đó rất đẹp. Hạ Bạch Ni chính là Nguyên Lãng, không tệ, anh sẽ tới đó. Khi nào anh đi em cũng muốn đi. Lần này em không đi được. Thiệt là nhỏ mọn. Chứ tôi lại đi hẹn với con gái. Nhiều chuyện. Anh đó nha. Mình trở thành người vô hình từ khi nào vậy? Đúng. Dễ dãi chút đi, trước giờ anh coi đều đặt tình yêu lên hàng đầu mà. Nhiều chuyện. Ơ, sao đánh con? Uống nước trước đi. Cảm ơn. Xin lỗi, không ngờ xe chết máy vào lúc này. Không sao đâu, anh cũng đâu có muốn. Tôi có thể giúp được gì không? À không, nếu chúng ta không đi sẽ không kịp. Để tôi thử khởi động xe vậy. Vậy có cần tôi đẩy giúp anh không? Không cần đâu. Đúng là xui xẻo quá. Vẫn không thể khởi động được. Thật ra nếu không được thì thôi, hãy chúng ta đi bộ qua bờ biển bên kia đi. Biết đâu vẫn còn kịp ngắm mặt trời lặn. Nhưng mà từ đây đi bộ sang đó rất là xa, cô có được không? Tôi không sao. Ok. Vậy để tôi gọi xe kéo trước nha. Ừ. Dạ làm ơn, tôi cần xe kéo. Ờ, chúng tôi đang ở Nguyên Lãng Hạ Bạch Ni. Phải, được, anh đến thì gọi tôi, tạm biệt. Xe kéo sẽ không tới nhanh vậy đâu, chúng ta qua bên kia trước đi. Hả? Ngắm cái gì mà say mê quá vậy? Tôi vừa nhìn thấy một đàn chim rất đẹp. Thật ra nếu không phải tại vì xe anh hư, chắc sẽ không được nhìn thấy tụi nó. Cho nên ngược lại phải cảm ơn anh. Cô nói vậy làm tôi thấy ngại hơn đó. Thật ra đi dạo một chút cũng rất tốt. Đi thôi. Ừ. Wow, chỗ này thì là đẹp quá. Cũng may còn tới kịp. Nè, tôi có đem theo chiếu, chúng ta ngồi đi.
Có được không đó? Để tôi giúp cho. Nè, qua kia đi. Mình đâu có thứ đáng coi đó. Say something about where you are and make me smile. Take this moment as where it starts and lead me home. Cause I'm needing you here with me. I've been waiting for you, looking from afar. Now we're in position, let's waste some time. There's not a soul. Có lẽ do vấn đề kỹ thuật của tôi. Hình chụp ra rất đẹp, nhưng mà rõ ràng cảm giác rất là khác. Tôi thấy những thứ xinh đẹp, cho nên dùng đôi mắt để nhìn, sau đó dùng trái tim để khắc ghi, thì mới lưu lại được khoảnh khắc đẹp nhất. Nói cũng phải, khi mà mọi người ai cũng dùng điện thoại di động để chụp hình, ngược lại sẽ bị lỡ mất phong cảnh đẹp nhất. Thật ra cái máy chụp hình cũng có chỗ hay của nó. Chẳng hạn như có thể chia sẻ với người khác, giống như là anh bỏ lên trang blog của anh Người Gỗ những bức ảnh về thời khắc thần bí đó. Thật ra hình đó không phải là do tôi chụp. Vậy là do ai chụp? Là bạn của tôi đã chụp đó. Vậy thì tôi phải cảm ơn ảnh đã giới thiệu phong cảnh đẹp như vậy cho tôi. Thật ra anh có biết mấy tháng rồi anh không có đi hát, tôi rất là nhớ anh không? Giây phút được ở bên cạnh của anh như vậy, em đã đợi rất là lâu rồi. Alo, công ty kéo xe hả? Dạ phải. Chúng tôi ra ngay. Phiền anh chờ chút nha. Cảm ơn. Vậy chúng ta đi thôi. Hai chị Hồng. Dạ. Hôm kia sẽ quay phim ngắn giải cứu động vật nhỏ. Tôi chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Được. Gặp sau vậy. Bye bye. Anh Phi. Chà, trễ vậy còn tới. Có chuyện phải làm hả? Tôi có chuyện muốn nói với anh, có liên quan tới Tư Tư. Cảm ơn nha. Cậu ngồi đi. Anh có nhớ cổ không? Cái cô nhận lầm tôi là anh Người Gỗ đó. Là tác giả viết cuốn Chuyện Tình Anh Mũi Dài đó. Tôi biết cậu đang nói ai mà. Cổ là fan của anh. Fan cái gì chứ, tôi cũng đâu phải là ca sĩ. Sao cũng được. Tóm lại, tôi không muốn gạt cổ nữa. Tôi muốn nói cho cổ biết tôi không phải là anh Người Gỗ. Sao đột ngột vậy? Hôm nay tôi vốn dĩ định nói cho cô ấy biết, nhưng vì phép lịch sự nên muốn nói trước với anh thôi. Tôi nghĩ tôi thích cổ. Tôi muốn bày tỏ với cô ấy, cho nên không có muốn gạt cổ nữa. Cậu yêu cổ rồi hả? Tôi thấy cổ có chút tình cảm với tôi. Chỉ là trong tim của cổ vẫn còn có anh Người Gỗ. Tôi cảm thấy đối với cổ như vậy thì hình như không được công bằng, cho nên tôi muốn nói rõ với cổ. Anh không muốn công bố mình là anh Người Gỗ nhanh như vậy sao? Yêu cầu của tôi có quá đáng với anh hay không? Không quá đáng. Giống dĩ ngay từ đầu tôi không nên kéo cậu vào chuyện này. Vậy anh ok rồi hả? Tất nhiên. Mình là bạn mà. Mừng cho cậu còn không kịp nữa là. Từ từ thành bạn gái của cậu rồi, nhất định sẽ hạnh phúc. Thật ra tôi cũng không biết cô sẽ phản ứng thế nào nữa. Nói cho cùng thì tôi cũng là kẻ bắt đầu câu chuyện dối trá. Nói không chừng sau khi cô biết tôi không phải là anh Người Gỗ, sau này cô không thèm để ý tới tôi nữa. Sao vậy được chứ? Anh Người Gỗ chỉ là thân phận giả thôi. Điều kiện của cậu tốt vậy mà. Chỉ cần cậu thật lòng với cổ là được rồi.
Cổ không có giống những cô gái khác đâu. Cổ rất đáng để cho tôi tỏ tình. Tôi chúc cho hai người hạnh phúc nha. Cảm ơn anh. Nhưng mà có một điều kiện. Cậu có thể đừng cho Tư Tư biết tôi là anh người gỗ được không? Tại sao vậy? Tóm lại tôi có lý do của mình. Nếu như không cần thiết, tôi cũng hy vọng không ai biết chuyện này. Được, tôi đồng ý là chưa nói. Cất. Tốt lắm. Hay quá, hay quá, hay quá. Tôi về được chưa vậy? Chúng tôi đã sắp xếp xe 7 chỗ đưa anh đi. Đừng có mặc bộ đồ này để bị kẹt xe. Cảm ơn anh nhiều. Tôi dẫn ra xe, đoàn phim vẫn còn phải thu dọn đồ đạc. Dạ được, dạ được, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, vất vả cho anh rồi. Bye bye. Anh người gỗ, hôm nay tâm trạng của anh rất tốt. Cảm ơn. Lát nữa đi đâu biểu diễn vậy? Không thể cho anh biết được. Bí mật quá vậy. Được rồi, lần sau quay lại sẽ gọi cho anh. Bye bye. Cảm ơn nha. Bye bye. Cảm ơn. Chẳng xíu cho suy. Chẳng ham cho suy. Sự phong y bất kinh y chỉ y nhân chi mong ngóng trong phố vui câu sự phong hơi vai không lý chỉ yêu như mong ngóng cho sự hoa nè. Là bạn của cậu hả? Có cần xuống xe nói chuyện không? Tôi mở cửa cho cậu. À dạ không cần đâu, làm phiền chú cho xe chạy đi. Tạm biệt nha Điền Tâm. Để Nhân, cảm ơn anh. Qua đó thay đồ đi. Được, ráng lên nha. Tiếp tục cố gắng, bye bye. Nè bên đây. Anh, cảm ơn. Tiểu Nhân. Biểu diễn có hay hay không? Hay lắm, cảm ơn đã cho tôi vé. Cô có đói hay không? Đi ăn đi. Hồi nãy trong điện thoại anh nói có chuyện muốn nói là chuyện gì? Ngồi xuống ăn cơm rồi từ từ nói sau. Từng bí vậy chứ. Cô cười cái gì? Trên đầu anh có miếng giấy vụn kìa. Hết chưa vậy? Để tôi giúp anh. Anh không phải người gỗ. Anh không phải là người gỗ. Tôi thật sự không phải là anh người gỗ. Tôi đã biết anh không phải là Mã Tử Nhân. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã hiểu lầm. Nhưng tại sao rõ ràng anh biết là tôi đã làm người mà lại không chịu nói rõ?
那错觉已叫你献上了心机，从你眼内怎跟他去比？你说每句对我太是价不菲，每句话都深刻处起，曾想着离开地球躲避，凌空飘浮空中遇到你，回忆曾相遇。